Phúc Nguyễn chào mọi người. Hôm nay ngày 1 tháng 10 mình có một số rễ quái sông cầu. Tất cả là hải châu lá nhỏ sông cầu. Hàng rễ về rất là nhiều. Tổng giá mỗi lô 350, mình bao ship. Đầu tiên là lô số 1. Giá 350 bao ship. Đa số là rễ quái. Hàng rễ quái thì mọi người làm cây sẽ rất là hay. Hải châu thì mọi người ủ phôi tầm 25 đến 30 ngày thì có thể mang ra trồng. Lúc ship đi mình sẽ ủ ẩm cho phôi. Mọi người khi nhận hàng có thể giữ nguyên bọc tầm 20 đến 30 ngày sau tháo ra trồng. Chất trồng 100% là cát. Cây hải châu thì cần độ ẩm và thoát nước tốt thì cây sẽ phát triển rất là tốt. Lô số 1 rất là nhiều phôi. Tiếp theo là lô phôi rễ mã số 2. Những phôi rễ tông cao. Phôi rễ khi làm cây thì tạo ra nhiều cây lắc lượng rất là hay. Cây dáng văn nhân. Rễ này dài mọi người có thể cắt ra làm 2, làm 3. Làm nhiều được nhiều cây mini. Chiều cao trung bình hơn 50. Trồng lá sông cầu lá rất là bé. Lô phôi mã số 3. Dòng hải châu có lá bò bạ rất là đẹp. Hải châu sông cầu thì khi trồng cây, cây sẽ sớm cho quả. Phôi tầm trên 6 tháng thì có thể cho được quả. Phôi này cao hơn 60. Tiếp theo là lô số 4. Cái này có thể làm một cây giáng đổ. Chiều cao hơn 60. Lô hải châu mã số 4. Tiếp theo là lô mã số 5. Tất cả đồng giá 350 mỗi lô, mình bao ship. Mỗi lô rất là nhiều cây. Lô phôi mã số 6.
lô phôi rễ tông cao mã số 7. Mọi người khi trồng phôi rễ thì lấp càng sâu càng tốt. Khi cây sống khỏe thì có thể lấy bớt đất ra. Tất cả các phần thân của rễ đều hút được nước nên mọi người nên lấp đất càng sâu càng tốt. Phôi này cao trung bình hơn 60. Lô phôi mã số 8. Lô phôi mã số 9. Cây cầu mini. Cây này là một cây đổ treo rất là hay. Tiếp theo là lô số 10. Tất cả 350 mỗi lô, bao ship. Một cây cầu mini. Lô phôi mã số 11. Lô rất là nhiều cây. Lô mã số 12. Tiếp theo là lô số 12. Những phôi tông cao.
Cô nó cao tầm 70. Lô phôi mã số 13. Lô này rất là nhiều cây mini. Trong Hà Châu sông cầu lá rất là đẹp. Quả cũng sai, quả chùm. Lô số 13 rất là nhiều cây. Lô số 14. Cuối cùng là lô Hà Châu mã số 15. Lô số 15 là lô kết thúc clip ngày hôm nay. Clip số 2 là những cây phôi bạch chỉ. Lô này cũng rất là nhiều cây. Xin kết thúc clip số 1 tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào clip số 2. Clip số 2 là những cây phôi bạch chỉ.